chạy vé bay Tết, hàng không bơm thêm vé đợt thứ 4. Vietnam Airlines thông báo tiếp tục tăng chuyến lần 4 với gần 20.000 chỗ tương ứng 108 chuyến bay dịp cao điểm Tết. Vietnam Airlines vừa thông báo tiếp tục tăng chuyến lần 4 với gần 20.000 chỗ dịp cao điểm Tết từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 30 tháng 1 năm 2023, từ ngày 25 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến ngày 9 tháng Giêng năm Quý Mão. Cụ thể, các chuyến bay tăng cường tập trung vào các đường bay giữa thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế. Như vậy, từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023, tổng số ghế và chuyến bay toàn mạng nội địa hãng này cung ứng dịp Tết là gần 9.200 chuyến bay, tương đương gần 1,9 triệu ghế. Phía hãng khuyến cáo hành khách chủ động đặt mua sớm vé máy bay Tết qua các kênh bán vé chính thức để tìm được vé có khung giờ và giá phù hợp. Trong giai đoạn đi lại đông đúc, hành khách sử dụng các hình thức làm thủ tục check-in như check-in trực tuyến qua website hoặc ứng dụng di động Vietnam Airlines, kiosk check-in, auto check-in, làm thủ tục tự động, telephone check-in, check-in bằng thiết bị di động, GPS để hạn chế xếp hàng, tránh tập trung đông người tại sân bay. Tiết kiệm thời gian. Để đảm bảo hành trình được nhanh gọn và thông suốt, hành khách cần có mặt làm thủ tục ở sân bay đúng giờ theo đúng quy định. Chú ý kiểm tra hành lý ký gửi sau khi hạ cánh và kiểm tra kỹ giấy tờ tùy thân. Việc sử dụng các phương tiện vận tải công cộng thay vì sử dụng phương tiện cá nhân đưa đón cũng sẽ giúp giảm áp lực lên sân đỗ tại các nhà ga.